Các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong loạt video hướng dẫn lập trình Linux PC. Hôm trước mình đã giới thiệu các bạn loát được cái thông số từ database lên cái PC của mình, và cụ thể ở đây đó là loát database lên cái bảng thông số của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn tiếp cách làm sao mà khi update cái thông số chúng ta có thể save được, thì vẫn ở trong cái VB chúng ta lập trình tiếp một cái file, đó là server thông số. Và mình cái này mình cũng đã viết rồi. Về bản chất thì cái file cái hàm server thông số này nó giống y như cái phần loát thông số. Đầu tiên chúng ta cũng sắp server thông số đi một cái là số động cơ 2, và đặt cái số động cơ này bằng 2, vì chúng ta có, tôi ở đây tôi có hai cái động cơ vị trí và DB, một loạt các thông số như max speed, base speed, công suất động cơ, điện áp, dòng và rồi 50 thông số đấy thôi. Tôi cũng đặt cái động cơ ở vị trí số 0 bằng pen 1. Cái vị trí số 0 này thì nó cũng tương ứng với 5 cái thông số đấy. Tôi set nó bằng cái HMI runtime tag của 5 cái thông số: max speed, base speed, điện áp, dòng, công suất, hai cái động cơ giống như thế. Khi mà đã lập hết thông số của hai cái động cơ này rồi, tôi gọi cái hàm ActiveDB Herring và ConnectDB. Tôi cũng cho một cái hàm for y bằng 0 cho đến 1. Ở đây tôi sẽ đọc hết các thông số mà cái phần HMI này chúng ta đang lưu này. Khi mà chúng ta loát lên một phát thì ở trong cái IO field ấy, nó đã lưu cái thông số đấy, thì chúng ta sẽ đọc, chúng ta cái hàm này nó sẽ đọc hết cái này và nó sẽ truy xuất vào cơ sở dữ liệu và ghi đè cái thông số đấy vào cơ sở dữ liệu. Đây là cái câu lệnh này là đọc cái dữ liệu từ HMI Pen Motor Keyword, ví dụ như đang là 320 keyword chẳng hạn, thì nó sẽ đọc lên và nó sẽ mở cái file thông số của chúng ta ở trong data set lên. Và tiếp theo cái bước đấy là nó sẽ ghi lần lượt 5 cái thông số này vào cái file set đấy. Ok, nếu mà quá trình ghi thì nó sẽ ghi ở đây phải là không thành công chứ không phải là không có dữ liệu. Mở được cái file thông số này lên và nó sẽ ghi đè vào đấy có cái hàm rs thông số chấm update và rs thông số crawl, thì đó là cái quá trình chúng ta ghi đã thành công. Còn nếu mà không thành công thì ghi là không thành công. Ok, và đóng cái hàm đấy lại. Thì bản chất của cái hàm server thông số này thì nó chỉ khác mỗi cái từ cái câu lệnh for này đi một tí thôi. Thì chúng ta có thể nhìn đây, chúng ta cứ làm theo như thế này là ok. Sau khi đã thiết kế xong cái hàm save thông số, chúng ta lại tiếp tục sang cái phần script. Chúng ta tạo một cái page là page thông số server. Thì bản chất cái hàm cái này nó cũng giống y như cái trang là page thông số loát. Nó cũng tạo một cái biến tên là message, tức là tin nhắn ấy, kiểu như thế. Khi mà bạn ấn server một phát, nó sẽ có một cái tin nhắn là bạn có muốn lưu không. Nếu chúng ta ok một phát thì nó sẽ gọi cái hàm server thông số này lên để nó sẽ lưu cái thông số lại vào cơ sở dữ liệu. Ok, hôm trước mình có nói nhầm một cái đoạn, đó là cái mình nói là page loát, nhưng mà thực ra là page thông số. Page thông số này mới là cái chúng ta cần chỉnh này. Page thông số có cái sub này, sub page tso, và cái đây là đặt calibration mu.mtl chứ không phải cái loát. Chúng ta xem lại cái video trước chúng ta sẽ thấy. Ok, sau khi đã tạo được cái page này rồi thì mình lại tiếp tục sang cái menu end toolbar. Ở trong cái file này mình open lên, các bạn thấy đấy, mình đã thêm một cái file là server kali. Thì các bạn cũng chỉ việc là kích chuột phải vào insert menu element và chúng ta thêm cái thằng đây
đặt tên nó lại là Saver Kali. Và tất nhiên là cái phần clip này chúng ta cũng chọn vào vào cái biến là page thông số server, rồi select ok server lại. Trong cái phần toolbar như hôm trước mình giới thiệu thì các bạn cũng click vào bên dưới này, chuột phải vào và insert toolbar element, và insert chúng ta điền tên nó vào, và đây là đây của mình đây, Saver Kablication, Saver Kablication, tên giống nhau thôi. Hai cái mục này chúng ta để active và visible. Còn cái phần clip này chúng ta cũng xỏ nó vào cái base server, ok. Đó là tạo, chúng ta đã hoàn thành tất cả các bước. Chúng ta nhìn cái preview chúng ta thấy chưa, rồi có file server Kabri và load Kabri. Thì cái tên này mình đặt như thế, các bạn có thể đặt tùy, có thể đặt là lưu hoặc là update hay là sửa xóa gì đấy tùy. Rồi ok, các bạn server nó lại. Mình ở đây thì mình tạo rồi, mình không cần server. Và bây giờ chúng ta thử lang thang đây xem nó như nào. Ok, chúng ta sẽ mở cái file thông số chúng ta lên, chưa có gì cả. Và bây giờ để kiểm chứng cho cái việc server của mình nó có thành công hay không, tôi sẽ mở cái file data của tôi lên. Các bạn thấy đấy, đây nó đang có cái thông số như thế này, và tôi thử load nó về lên xem có đúng không. Tôi ấn load, ok, đó load được lên. Đây, tất cả thông số của tôi giống y như ở trong cái file asset này, các bạn thấy không, giống y hệt luôn. Và bây giờ tôi tiến hành sửa cái, để sửa thì tôi sửa cái này, ví dụ như cái max speed này tôi để không phải là, của nó đang là 1800, tôi để có thể là để 1000 đi, hoặc là 1 đi. Enter. Server hỏi có muốn lưu không? Có. Bây giờ chúng ta xem cái file data của chúng ta nhé. Các bạn thấy không? Nó đã sửa về đây là 1. Vậy là cái quá trình server của chúng ta đã thành công. Chúng ta đã làm được cái việc đó. Bây giờ chúng ta đặt ở đây là 1800 như cơ nãy. Enter server, ok, chúng ta có load lên thì nó cũng chỉ là vẫn là cái thông số đấy mà thôi. Ok, thế như hôm trước mình đã có giới thiệu với các bạn là mình sẽ tạo cái file này có cái password, và khi mình kích vào đây thì nó sẽ đòi bạn phải có password thì bạn mới mở được cái file này xem. Thì làm như thế nào để được như thế thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn. Mình edit cái này đi. Rồi, cái quá trình này có thể nó hơi lâu thì chúng ta cứ mở CV chúng ta viết thôi. Cái file của chúng ta là file thông số ở đây, sắp phết thông số ở đây. Tôi thêm một cái là input. Rồi ok, input của tôi sẽ bằng là input box box cái này của tôi là, tôi để đây là nhập password. Rồi ok, tôi có một cái hàm if input và bằng rỗng thì gen exit tập. Rồi còn nếu cái input của tôi
và bằng. Bằng ở đây tôi, cái này là cái password nhá, Việt. Tôi đặt tên luôn tên tôi. Gen. Gen sau đấy là gọi cái này. Và sau cái hàm này mình sẽ đặt cái là L. Không biết là mẫu này có đúng chưa, tôi xem lại tí. Rồi ok. L là thì chúng ta sẽ có một cái thông báo đây. Không phải wrong password nữa mà là sai mật khẩu. Rồi chúng ta edit rồi. Ok. Sẽ vào lại. À, nó đang báo sai. Tôi thử xem nó đang sai đâu. Đang báo sai thì chúng ta thấy không, cái chữ Việt này của chúng ta là thiếu ít đó. Ok, ta thiếu ít ở đây nên nó báo sai. Đang tham nhá. Ok. Ok, chúng ta thử nào. Rồi, vừa nãy là chúng ta ấn nhưng mà nó, cái này nó bật lên, nó lại nằm ở dưới, tôi không nhìn thấy. Chúng ta lưu là Việt nào. À, trước tiên là thử sai chứ đi. 1 2 3 đi. Ok, đó, nó đã bảo là sai password đấy. Thông số là cái gì là Việt. Ok, đấy nó đã hiện lên chúng ta. Bây giờ chúng ta load nó lên. Ok, vậy là cái bài hôm nay đến đây là hoàn thành. Các bạn có thể đăng ký xem video của mình nhiều hơn. Chúc các bạn thành công.